Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên, nằm ở trên đường Triệu Nương nè các bạn. Địa chỉ cụ thể là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Mình sẽ cho các bạn thêm hai số điện thoại lên trên màn hình. Bây giờ hôm nay mình sẽ vào trong cửa hàng để mình cập nhật giá dòng xe em mở kinh. Hôm nay là ngày 29 nè các bạn. Ngày 29 tháng 3 2022 ha. Bây giờ thì mình đã vào ở trong kho rồi để mình tiếp tục cập nhật giá dòng xe này. Giá nói chung thì không có thay đổi nhiều, chỉ có thay đổi chút xíu là ở cái dòng xe mới này. Cách nay khoảng 3 tuần thì mình có review báo giá cho các bạn, nhưng mà thiếu cái xe này nè các bạn, cái màu đỏ đen mới. Hôm nay thì xe đã về. Nói chung thì sau khi báo giá vài ngày thôi là xe đã về rồi, nhưng hôm nay thì mình mới báo giá cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với phiên bản mà em ở kinh mà 2018, tức là những cái phiên bản mà đã bỏ mẫu lâu lắm rồi nhưng mà cửa hàng vẫn còn để lại đây. Các bạn biết không, khi mà thường á là cửa hàng biết những mẫu nào mà đã bỏ mẫu á, thì cửa hàng sẽ cố gắng gom về để cho những bạn nào mà thích với những cái phiên bản màu cũ á, mẫu cũ á, thì sẽ còn có cơ hội sở hữu ha. Thì với phiên bản này giá hiện tại là 54 triệu, cái giá là đã bao gồm VAT rồi nha các bạn, nhưng mà chưa bao gồm phí biển số lăn bánh ha. Là đây, màu chỉ còn duy nhất màu này thôi nha, màu đen mờ và tem xăm, duy nhất cái màu này thôi. Còn những cái màu như là đen cam, đỏ xám, tức là những phiên bản màu cũ đó các bạn. Đây, cái này cũng là 2019 nè, nhưng mà nó ra mắt trước đầu tiên á, đen cam nè các bạn ha. Rồi đỏ xám, tức là cái màu này. Đây, đây là màu đỏ xám ha, 2019. Thì hiện tại giá là 47.500.000. Và các bạn biết không, 3 tuần trước á, mình báo giá thì những cái màu này nè, nó sẽ cao hơn chút xíu so với những cái màu này ha. Thì bây giờ thì cửa hàng đã điều chỉnh cho nó bằng giá luôn. Khi trước á, thì những cái màu này, ví dụ như là màu đỏ đen nè, rồi màu đen vàng nè, đen vàng, màu xanh GB nè, là những phiên bản 2021 đó các bạn, nó sẽ là 48 triệu. Nhưng nay thì cửa hàng đã điều chỉnh lại còn là 47.500.000 thôi. Còn riêng cái màu, cái phiên bản Dusu á, thì giá các bạn có thể liên hệ với cửa hàng ha. Mình không có nhận giá được cái chiếc xe này. Và các bạn thấy chiếc này nè, tại sao phiên bản đỏ xám này lại là mâm Dusu? Tại vì khi trước á, có một bạn mua cái phiên bản mâm Dusu đó, nhưng mà không thích cái mâm đó các bạn, là thích xài mâm đen. Cho nên là cửa hàng đã lấy cái cặp mâm đen của chiếc này gắn qua rồi, cho nên hiện giờ dư ra cái cặp mâm này đó. Cho nên là thấy các bạn thấy là cửa hàng sẽ cố gắng chiều lòng các bạn. Ví dụ như các bạn muốn mua một chiếc xe này thế này, nhưng mà muốn xài mâm vàng đồng, thì đây, cửa hàng sẵn sàng tháo chiếc xe này qua ha, gắn cho các bạn. Còn về vấn đề mà bù tiền hay sao đó thì mình liên hệ với cửa hàng, mình hỏi luôn cho nó dễ ha các bạn. Như vậy thì chỉ còn phiên bản kỷ niệm này thôi, là giá 48 triệu nha các bạn. Nó sẽ cao nhất ở trong cái dàn em ở kinh này. Đó là phiên bản kỷ niệm 60 năm. Nó cũng là phiên bản 2022. Các bạn lưu ý ha, cái màu đen này là 2018 nè. Những cái màu mà đen cam ha, đỏ xám này á, là 2019. Rồi bản này á, là 2021 nè. Nó gồm có 3 màu: đỏ đen, đen vàng, xanh GB. Và bây giờ mình sẽ quay lại với chiếc xe này. Đây là cái bản màu đỏ mà 3 tuần trước mình quay á, nó bị thiếu ha. Hôm nay thì xe về, mình sẽ review lại cái màu này luôn. Thì các bạn thấy không, giữa bản 2019 và 2020 á, 2021 á, nó có sự khác nhau. Cũng là màu đỏ nhưng mà phối khác nhau nha. Cái này là đỏ đen, còn cái này á, là đi với đỏ xám, mà đặc biệt là xám mờ. Cũng là vành đen nha các bạn. Bên này chúng ta sẽ là màu đỏ bóng và màu đen bóng. Cái dè trước cũng là đen bóng luôn, chỉ giống nhau ở cặp mâm thôi, cặp mâm đều là đen bóng, các bạn lưu ý ha. Đó, cái màu này thì sau thời gian nó hết thì cửa hàng đã về cũng khá nhiều đó các bạn. Phía sau chúng ta còn có thêm vài chiếc nữa nè, chưa kể trong kho nữa ha.
Thì khi các bạn mua xe, các bạn cứ thoải mái lựa chọn. Ví dụ như trong quá trình vận chuyển nó có bị chạy chỗ nào đó thì mình cứ phát hiện ra, mình nói cửa hàng sẽ đổi xe khác, hoặc là tháo ra, ví dụ chạy ở đây thì mình tháo cái miếng này ra thôi, lấy miếng khác mình để vào, rồi cửa hàng sẽ đặt hàng mua miếng khác về lại. Cái vấn đề đặt hàng thì cửa hàng sẽ đặt hàng ha, không để các bạn phải chờ. Cửa hàng cũng có ship xe toàn quốc nha các bạn, ship ra tận miền Bắc luôn, phí ship khoảng chừng 600.000, còn ở miền Nam thì khoảng chừng 300.000 thôi, là ship theo tuyến quốc lộ A đó các bạn. Với cái mẫu mà mở kinh này á, mình xin nói thêm thế này, ngoài màu sắc phối khác với Exciter của 150 của Việt Nam á, thì trọng lượng xe nó cũng nhẹ hơn ký nè. Cụ thể Exciter Việt Nam á là 117 kg, chiếc xe này là 116 kg. Rồi nó khác chỗ nào nữa, chiều dài nhân rộng nhân cao, cái chiều rộng của xe thì không đổi, nhưng mà chiều dài của xe và chiều cao của xe có khác nhau đó các bạn. Nó sẽ ngắn hơn và nó thấp hơn so với Exciter của Việt Nam, Exciter 150 đó các bạn. Thậm chí ngay cả cái chiều cao yên này nó cũng thấp hơn luôn. Với chiếc Exciter á thì là 195, xin lỗi các bạn, 795mm, tức là nó bằng với chiếc Winner ha. Còn xe này á, chỉ là 780mm thôi, nó thấp hơn một chút đó, cho nên mình ngồi sẽ thoải mái hơn. Và đặc biệt á, là xe vẫn còn trang bị một cái giò đạp ở đây, cần khởi động máy, trong khi Exciter của Việt Nam á, thì đã bỏ cái cần này rồi ha. Các bạn lưu ý một vài những cái sự khác nhau của xe. Và khi mà chiều cao yên nó thấp á, thì nó kéo theo cái gì? Kéo theo cái sáng gầm đó các bạn. À, cũng thấp theo luôn. Chiếc Exciter là 155mm nha, khoảng sáng gầm đó các bạn. Chiếc này thì chỉ có 135mm thôi, thì nó leo lề nó sẽ không bằng được chiếc Exciter. Có lẽ là ở Indo thì người ta không có bị leo lề nhiều. Có lẽ vậy, cho nên là chiều cao yên thấp hơn, và cũng có thể là thể trạng người Indo thấp hơn người Việt Nam cũng không chừng. Mình nói đùa đó nha. Mình quay trở lại với cái màu này, thì cái phiên bản này á, bạn nào mến á, thích á, thì cứ đến mình lựa chọn ha. Dường như là mình thấy cái màu này cũng là được nhiều người yêu mến hơn nè, cho nên là nó thường xuyên nó hết hàng trước những màu còn lại. Thực ra thì giữa cái màu đỏ này và cái màu đỏ này á, là mình thấy nó cùng một tông màu, nó không có sự chênh lệch. Nhưng mà khi phối lên thêm với những cái màu khác á, thì nó cho mình nhìn thấy giống như là nó khác luôn. Ví dụ như cái chiếc này nè, các bạn nhìn thấy cái màu đỏ nó sẽ tươi hơn, nó đi với màu xám mờ các bạn, nó sẽ tươi hơn. Trong khi cái màu đỏ này đi với màu đen á, thì mình nhìn thấy giống như là màu đỏ này nó hơi đô, đỏ đô các bạn, nó hơi sẫm hơn chút xíu. Nhưng mà khi các bạn tách bạch nó ra nhìn riêng thôi, thì nè, đó các bạn nhìn nè, hai màu đỏ này là bằng trang nhau đó các bạn, không khác nhau gì đâu, giống hệt luôn. Thậm chí là cái phần đầu đèn phía trên, à khác nhau ha, cái này màu đỏ, cái này màu đen bóng, bên này ngược lại, cái này màu đỏ, cái này màu đen, nhưng mà đen mờ. Phía trước nè, ở thế hệ 2021 này thì đều được trang bị những cái phần tem thế này, chiếc đen vàng cũng vậy ha. Bên hông nè các bạn, mới ngày nào cái mẫu mới này về, mình có quay cho các bạn đây, mà bây giờ nó cũng đã cũ rồi, 2021 cũ rồi đó các bạn, mệt kinh ha. Logo Yamaha nè. Thì khi ra đường á, nhìn vào phần tem thôi, mình cũng biết đây là phần tem của đời 2021. Tuy là cái chỗ này màu đen nha, nhưng mà ở chót đuôi á, đây, cái miếng ốp trên nè các bạn, nó là màu đỏ. À, nó màu đỏ nha. Cái cản này cũng là sơn đen bóng luôn. Còn đây là phiên bản đen xám nè, màu đỏ hết luôn phía sau, nhưng mà phía trước thì lại là xám mờ. Trên này là cụm đồng hồ, cũng được ốp cái màu đỏ luôn. Trong khi cái màu đen xám là màu đen nha các bạn, thì đây là màu đỏ. Mình thích cái màu đỏ nằm trên này hơn ha, nó sẽ làm cho cái phần này nổi bật lên nè các bạn, cái cụm đồng hồ nổi bật lên hơn. Đó. Nguyên cái cụm này là đen thùi hết rồi, thì chỗ này màu đỏ nó sẽ làm cho cái đường viền này cực kỳ nổi bật. Có pha bắc sinh nè, xi nhan còi nè, tắt mở động cơ nè, đèn hazard nè, đó, đây,
mở yên ở đây. Bình xăng thì cũng là 4,2 lít, nó bằng với chiếc Exciter nha các bạn, không khác gì. Và cái động cơ này nó cũng cho cái mã lực là khoảng chừng 15,4 mã lực, cũng tương đương với chiếc Exciter, không khác gì luôn nha. Tỷ số nén cũng là 10,4 chia 1 luôn. Nói chung chỉ khác nhau vài điểm thôi, là do tính chất địa lý ha, mỗi khu vực mỗi khác nhau, và cái tiêu chuẩn ở mỗi nước mỗi khác nhau nữa, mà Yamaha sẽ phải làm theo cái khu vực đó. Đây là phần bô. Đến với phần cây bô thì lúc nào cũng vậy ha, đây là phần mà mình chê nhất trên chiếc xe. Yamaha thiết kế cây bô nó không được đẹp lắm. Cái ngoại hình nó không xấu, nhưng mà cái cách mà Yamaha đặt á, đặt để á, nó không đẹp ha. Nó đi từ trong, các bạn nhìn nè, nó đi thuôn dài ra ngoài, nó không có nét, nó không có sắc các bạn. Nhất là khi đi hai người á, phần phục trên chiếc Yamaha này á thì nó hơi mềm. Đi hai người mà hơi to con xíu á, thì cái phục lún nhiều lắm. Mà lún nhiều là cái bô này nó hạ xuống, nó gần bằng với cái gấp luôn. Nhìn nó hơi không có được thể thao ha. Chứ ngoại hình cái bô thì nó đẹp, mình không chê nó xấu. Còn đây là phần thanh đĩa sau ha, màu vàng. Kích thước lớp thì y nhau à, không khác gì so với Exciter nha các bạn. Đây, và vỏ là không có ruột, không có ruột hết ha, trước sau luôn. Phần cổ bô nè, két nước phía trên nè các bạn. Và dòng xe này thì chỉ có 5 cấp số thôi, 1 trước và 4 sau, chứ nó không phải là 6 cấp số như Exciter 155. Màu đỏ này đẹp đó các bạn. Rồi, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng. Về vấn đề mà trả góp thì các bạn cứ đến cửa hàng, mình tư vấn nó dễ hơn. Với cái mức trả góp mà để được lãi suất tốt nhất thì các bạn nên trả trước khoảng chừng, mình thấy cái mốc mà được ưu đãi tốt là khoảng chừng 20 cho đến là 30% với chị xe là được ưu đãi tốt các bạn. Mình trả càng nhiều thì cái lãi suất nó càng tốt ha. Tốt nhất là mình cứ tư vấn các bạn nhân viên bên ngân hàng á, công ty tài chính đó các bạn, cho nó dễ hơn. Nó bây giờ á, chị ơi hay là em ơi, anh muốn mua chiếc xe này, cho anh một cái mức nào mà trả góp với lãi suất tốt nhất, thì bạn ấy sẽ cho các bạn cái mốc đó. Ok không? Rất là dễ ha. Ví dụ như chiếc xe này nè, mình nói ví dụ thôi nha, 45 triệu đi, thì 10% là 4,5 triệu, 20% là 9 triệu, đó. Rồi còn lại bao nhiêu đó mình sẽ trả góp. Và khi trả góp thì lúc nào cũng phải có lãi nha các bạn, chỉ là nhiều hay là ít thôi. Các bạn mà trả trước chỉ có vài triệu, ví dụ như trả trước có 2-3 triệu đi, mà muốn lãi suất tốt thì không có đâu. Thường là mình phải trả trước nhiều xíu ha. Và khi mang theo giấy tờ cũng phải mang nhiều đi, mang căn cước công dân, chứng minh nhân dân nè, rồi hộ khẩu nè, rồi bằng lái nè, để mình làm thủ tục cho nó dễ. Mặc dù bây giờ cũng có vài ngân hàng người ta đơn giản hóa cái vấn đề mà thủ tục, thì chỉ cần một cái chứng minh nhân dân thôi, hoặc là căn cước thôi là mình làm thủ tục được rồi. Nhưng mà thôi, cũng tùy ngân hàng đó các bạn, cho nên là mình cứ mang theo hết cho nó dễ ha, không có công phải quay về lấy. Ngoài ra thì cửa hàng còn có những phiên bản màu độ, thì đây nè, màu độ nữa các bạn. Cái màu độ như thế này là 1,5 triệu đó các bạn. Nếu mà sơn thêm tem á là 500 ngàn, sơn lưu cọc mâm là 500 ngàn nữa đó các bạn, là tính riêng hết ha. Nhiều khi thì các bạn chỉ muốn sơn độ thôi, còn tem thì các bạn tự ra ngoài dán thì tùy. Còn nếu các bạn cửa hàng muốn cửa hàng lên tem cho mình luôn là chi phí 500 ngàn đó các bạn. Rồi, mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.